Đây là lần đầu tiên Gà đến Hà Lan chơi luôn á mọi người. Và Gà nghe đồn là Hà Lan cái gì cũng vui, cái gì cũng thích, nên Gà đang rất là hào hứng luôn á. Từ chỗ Gà đến Amsterdam thì hơi bị xa, tận hơn 8 tiếng lận, nên Gà quyết định là hôm nay sẽ đi tàu ban đêm thì để dễ ngủ hơn á. Tuy nhiên thì sẽ là một quyết định gọi là ngu si nhất cuộc đời rồi luôn á. Tại sao thì lát Gà kể nha. Còn đây là outfit của Gà nè, mặc dậy ngủ cho thoải mái. Đi tàu đêm với mọi người nên cũng chả có makeup gì hết. Và đây là khuôn mặt không thể nào mọc hơn của Gà. U là trời. Thường á, thì vé tàu ở Đức Gà sẽ mua trong cái app tên là Deutsche Bahn. Hoặc là mấy cái chuyến mà kiểu quốc tế á, thì Gà sẽ chọn ví dụ như là những cái trang web kiểu Trainline này nọ để mua vé. Thì Gà thấy cũng rất là tiện nha. Sau hơn 8 tiếng thì tàu đã đến nơi rồi á mọi người. Đặc điểm của Amsterdam đó chính là có rất là nhiều kênh đào luôn. Mình chạy xung quanh một xíu thôi á là mình thấy kiểu hệ thống kênh đào kiểu phủ dài thành phố luôn. Chụp hình tha hồ xinh nha. Bây giờ thì trước khi làm bất cứ điều gì thì đầu tiên chúng ta nên làm là về khách sạn check-in mọi người nha. Giờ thì chắc chưa được nhận phòng đâu, nhưng mà có thể là sẽ được gửi hành lý á, rồi đi cho nó nhẹ nhàng. I think we're getting into a weird area here. May mắn luôn. Bây giờ thì có thể lên đi get ready, rửa mặt xong còn gỡ cái niềng răng ra nữa. Yeah. Bây giờ mới có 9 giờ rưỡi hơn một xíu mà họ cho tụi em check in rồi. Thầm thấp, khách sạn rất dễ thương. Khách sạn lần này Gà chọn tên là The Stevens Hotel. Và giá của nó là tầm hơn 400 euro cho 3 đêm mọi người nha. Thì Gà thấy đây là một cái giá khá là chát á. Tuy nhiên thì phần decor ở trong khách sạn thì rất là kiểu trẻ trung, The Student Hotel mà. Và ngoài ra thì cũng rất là kiểu có văn hóa và tinh thần nữa, nên là Gà cũng thích lắm. Chỗ Gà ở thì cách trung tâm tầm hơn 2 cây. Tuy nhiên là nếu mà đi bằng tàu ngầm thì rất là nhanh luôn, tầm 10 phút là tới trung tâm rồi. Và ở trong phòng thì Gà thấy mặc dù bé thôi nhưng mà cũng đầy đủ tiện nghi đúng không? Và có một cái phòng tắm như thế này mọi người. Phòng tắm không thể nào basic hơn. Tuy nhiên là một điều khiến Gà khá buồn với khách sạn này là họ không có dịch vụ room service mà hàng ngày cho mình, mà là 2 ngày một lần nha. Vừa rồi thì ở châu Âu đang có rất là nhiều hoạt động liên quan tới Pride Month, thì Gà nghĩ là các bạn LGBT ở đây sẽ rất là phấn khích luôn á. Hello các bạn, thì
bây giờ Ngà sẽ get ready để chuẩn bị đi chơi nha. Lúc nãy á thì Ngà vừa check in xong á thì Ngà ngủ tới giờ. Thật sự là cái chuyến đi tàu đêm vừa qua của Ngà rất là mệt luôn á. Và Ngà nghĩ là từ đây về sau chắc là Ngà sẽ không bao giờ đi tàu đêm nữa mọi người. Thì bây giờ ví dụ như là ở Việt Nam á, mọi người sẽ rất là thích đi xe đêm từ Sài Gòn đến Đà Lạt để kiểu mình ngủ một giấc ở trên xe, sáng lúc mà mình tỉnh dậy thì mình đã tới nơi rồi. Mới đầu thì Ngà cũng nghĩ là như vậy. Tuy nhiên là ở Việt Nam mỗi lần mà Ngà đi xe thì Ngà sẽ hay đi xe phòng nằm hoặc là giường nằm của Thành Bưởi, thì mình chỉ cần leo lên xe xong rồi nằm xuống ngủ một giấc, tỉnh dậy là tới nơi luôn, thì rất là phê đúng không? Tuy nhiên là ở đây thì cái hạng ghế mà Ngà mua thì nó không phải là hạng ghế kiểu first class mà chỉ là second class thôi, thì Ngà không nghĩ là sẽ có kiểu giường nằm á. Còn trong cái chuyến tàu tối hôm qua mọi người, thứ nhất là nó có một cái vấn đề là nó quá đông. Đáng lý là Ngà nên lường trước cái trường hợp này á, là tại vì lúc mà Ngà mua vé từ chỗ Ngà ở là Casua đến Amsterdam á thì đi sẽ hết 8 tiếng hơn nha, 8 tiếng rưỡi nha, nhưng mà họ lại không có cho cái mã chỗ ngồi. Nếu mà Ngà thấy như vậy thì phải lường trước được rằng cái tàu này sẽ rất là đông, và thường thường là mình sẽ phải kiểu dành chỗ ngồi á, tại vì họ không có quy định là ai ngồi đâu hết. Và thường với những chuyến tàu như vậy á thì họ sẽ bán vé nhiều hơn cái số chỗ ngồi mà có ở trên tàu, tại vì họ sẽ tính cả cái chỗ mà đứng á mọi người, có rất là nhiều không gian trống để đứng thì họ sẽ tính cả những cái khu vực đứng đó luôn. Rồi lúc mà lên tàu á mọi người thì trên tàu cũng đã full kín chỗ rồi và đã có rất là nhiều người đang đứng rồi. Mới đầu thì tụi Ngà rất là hoảng luôn, tại vì các bạn tưởng tượng là đi đêm á mà đứng phải trong 8 tiếng á mọi người thì sẽ rất là nhọc. Thì lúc đó có một câu chuyện rất là thú vị mọi người. Lúc mà tụi Ngà đang đi dọc dọc để kiếm chỗ thì có một cái ông một mình ổng nha, mà ngồi 4 cái ghế, tức là ổng ngồi một ghế nha, xong ổng vắt chân lên cái ghế đối diện, và trên ghế đối diện thì ổng bày điện thoại đồ này nọ của ổng ra, rồi ổng nằm ngã người sang cái ghế bên cạnh của ổng, trong khi đó chắc cũng phải có cả 50-60 người đang đứng á mọi người. Trời ơi, sau lúc mà Ngà nhìn thấy như vậy thì Ngà còn có ý định là không biết là có nên hỏi ổng là giống như là có thể cho mình ngồi hai cái ghế đối diện của ổng được không á. Nhưng mà lúc đó có thể nhận ra được là cái vibe mà ông này tạo ra xung quanh ổng rất là ghê. Ổng thể hiện một cái thái độ rõ ràng là ổng không muốn ngồi với ai cả trước khi tụi Ngà nhìn thấy ổng đúng không. Thì Ngà nghĩ là cũng phải coi chắc chắn là rất là nhiều người khác cũng đã nhìn thấy ổng rồi, tuy nhiên là không ai muốn ngồi cạnh ổng hết, thà đứng còn hơn á mọi người. Nhưng mà như vậy Ngà thấy rất là kiểu mất lịch sự luôn á, kiểu trời ơi, kiểu đây là một cái chuyến tàu rất đông và rất là nhiều người ngoài kia, trẻ em người già không có chỗ ngồi, còn ổng thì ổng là thanh niên nha, nhìn ổng gần nghĩ cũng cỡ, mà tại sao tính ra nhìn da đó cũng chỉ có tầm 20 tuổi mà nãy giờ lại kêu là ổng thì đó, cảm thấy là chỉ tầm 20 rồi 22 tuổi thôi, mà nhìn cái mặt rất là chán đời, nhìn cái mặt kiểu đang phê thuốc mà kiểu rất là đang bị tổn thương á mọi người, xong rồi mặt mày thì nhem nhú cái kiểu như vậy á. Thì lúc đó tụi Ngà mới đi từ khoang này tới khoang khác để kiếm chỗ ngồi, thì Ngà đứng cạnh chỗ ngồi của hai bạn nữ, bỗng nhiên thì hai bạn ấy đứng dậy, hai bạn ấy không ngồi nữa, thì Ngà mới kiểu là ủa thiệt luôn á, họ giống như là bạn đã có cái chỗ ngồi ở đây mà tự nhiên bạn đứng dậy. Xong rồi Ngà mới hỏi hai bạn là ủa hai bạn không ngồi nữa không, xong hai bạn mới nói là không ngồi nữa đâu, nếu mà bạn muốn thì bạn có thể ngồi đi. Thì có vẻ như là hai bạn đấy thì có đi với một nhóm bạn khác, và tất cả những người trong nhóm bạn đó thì đang đứng nên có vẻ là họ muốn đi về cái khu đứng đó thì đứng chung với bạn của họ cho vui hơn hay là sao đấy. Thì may quá tự nhiên đã có chỗ ngồi, mặc dù là có chỗ ngồi như vậy nhưng mà thật sự ngủ cũng rất là khó, tại vì cái chỗ mà ngồi á thì nó sẽ chung với những cái chỗ mà có những người đang đứng luôn, và những người đang đứng thì đương nhiên là họ ngủ không được mọi người, thì họ sẽ đứng và nói chuyện một chút. Thêm cái nữa là Ngà rất là không muốn đeo tai nghe á, tại vì đeo tai nghe mà để vậy xong ngủ nguyên đêm á thì nó cũng sẽ rất là hại cho cái tai. Cứ thế thì nếu mà may á thì Ngà sẽ chợp mắt được một chút, còn hầu như là khó ngủ lắm. Với lại là hôm qua á thì là nhiệt độ của chỗ của Ngà ở là 27-28 độ nha, thì rất là nóng. Thì lúc mà Ngà lên tàu như các bạn cũng thấy là Ngà chỉ mặc một cái đầm với lại là một cái áo sơ mi mỏng thôi. Rồi bỗng dưng tự nhiên lên tàu á mọi người, chạy được một khúc khỏi khu của Ngà á thì trời ơi má ơi, nó lạnh thật sự luôn á mọi người, nó đông người như vậy nha nhưng mà nó rất là lạnh. Xong rồi Ngà chỉ có nằm đấy xong rồi run run rẩy rẩy lẩy bẩy đấy, đấy là lý do tại sao khiến cho nguyên cái chuyến tàu vừa rồi thì Ngà không có ngủ được. Và lúc mà Ngà vừa mới check in được khách sạn á thì Ngà ngủ như con heo luôn. Ok, bây giờ thì Ngà đã get ready xong rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng đi ngắm đường ngắm phố, kiếm cái gì đó để ăn và mua thêm cái áo khoác nữa nha, chứ cái áo này thật sự không đủ á mọi người. Chỗ này thì họ chỉ bán đồ ăn take away thôi á mọi người. Đồ ăn cũng kiểu đơn giản á, giống như là mình sẽ chọn một loại gà, xong mình chọn một loại sốt, rồi xong có một vài món ăn kèm vậy thôi. Thì Ngà thấy cái mô hình này rất là ok. Và lúc nãy thì tụi Ngà có gặp những cái người đứng ngoài này ăn á, đứng ngoài đường ăn, thì họ cũng nói là ở đây ăn rất là ngon, nên là rất là kỳ vọng
Tới giờ đói lắm luôn á, khoảng bây giờ đã là 3:30 rồi. Bây giờ thì tụi gà đang đợi Jam để đi ra một cái chỗ tiệm đồ si tên là BJ Vintage. Gà có xem video của thằng Jam á, thì nói chỗ đó bán đồ vintage rất là đẹp, nên là gà cũng muốn đi thử luôn. Far from today, there is nothing to have seen as we live today in so many ways. Now there are men who take a different route, put on a tie and suit each day, but he don't care. Yeah, thấy là đường phố ở Amsterdam thì rất là đẹp luôn á. Yeah, và nó có rất là nhiều kênh đào. Đi đâu cũng thấy kiểu sông nước đó mọi người, rất là hay ho. Man or make a plan. He says he's working on his craft. He doesn't know how long this jig can last. Thời tiết không rất là thích hợp để đi bộ ha. Mát mát, gió không có nóng lắm, mát hơn rất nhiều. I think you're cute, can I hit you up on Instagram? Cause you are the only thing I'm thinking of, and I can't stop it, I'm wishing you and I were talking. But even if we talked, I wouldn't know what I would say. My social awkwardness would just get in the way. And maybe I'm a little bit shy, but I'll try my best to compromise. Cause oh, I think I really like how you're always staring at your feet. Pictures only tell so much. So I'm thinking of a message to send you, but it's hard for me to tell if it's too long or not enough. But talking to you is all I want, and I'm trying hard to take a chance and send you the message I'm hovering over sent, but it's so out of press. Maybe I'm scared that you might hate me, but I'll try not to mess. Thế nhưng gà thì cũng không biết là waffle ở đây có ngon hơn waffle ở Đức không á mọi người. Tại vì ở Đức thì bình thường thì sẽ chẳng bao giờ waffle cả.
Nhưng mà Gà nghĩ là bởi vì cái không khí ngày hôm nay nó quá tuyệt vời nên khiến cái Gà ăn gì cũng cảm thấy cực kỳ ngon. Careful, I'm laid on my heart, out of my chest too fast, but I really wanna make the conversation last. So I'll start off slow with something really simple like, hey, hello, I kinda like your dimples. Wait, that's so dumb, but I can't think straight. I've been thinking really long and now it's getting late. Oh, but even if I'm sleepy, I'm up all night just thinking of the words I wanna say to you. Tối nay á, thì tụi Gà có kế hoạch ăn ở một nhà hàng Trung Quốc. Trong cái khu lúc nãy á mọi người, cái khu lúc nãy là có rất là nhiều nhà hàng kiểu châu Á luôn. Thì có hẹn được một bạn là tối nay sẽ đi ăn chung. Thì đang chờ bạn. Nói chung là ngày hôm nay lúc tụi Gà đi vòng vòng dạo phố á, thì nghe được ở đâu cũng toàn mùi cần hết mọi người. Kiểu mùi cần khắp nơi, trộn lẫn với các mùi khác. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có mùi cần, thì rất là thú vị nha. Tên đăng ký mà. Oh, nice. Hi. Đã có ăn lên bang. Công dân Amsterdam. Đâu cũng sẽ hút hơn cái xe đẹp. Bye. Đồ tàu và em sẽ cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh luôn á mọi người. Đây chỉ là cái sự khởi đầu cho tất cả những sự đỉnh về sau thôi. Thì cả ba tối tụi Gà đều chọn ăn đồ tàu hết. Và cả ba quán đều cực kỳ đỉnh. Hello các bạn, đây là sáng ngày thứ hai của Gà ở Amsterdam rồi. Và như các bạn cũng biết thì hôm qua Gà có đi một tiệm đồ si đúng không? Thì Gà đã kiếm được một em áo cực kỳ là xinh luôn. Hôm qua thì Gà cũng có mặc thử rồi, nhưng mà bây giờ thì Gà muốn review kiểu kỹ hơn á. Tại vì em áo này xinh cực mọi người ạ. Thì đây là cái tên hãng nha. Tên hãng này thì Gà không biết đọc và là cũng là lần đầu tiên Gà thấy luôn. Đây là tổng thể chiếc áo này mọi người. Xinh ha, trời cái màu siêu xinh luôn á. Đây giờ các bạn xem cái phần tay nè. Phần tay là họ làm bằng len á. Còn ở đằng trước này thì Gà không biết là làm bằng cái gì. Một chất liệu rất là giống da lộn, nhưng mà Gà không biết có phải là phải da lộn không. Rồi còn đây là đằng sau nè mọi người. Đằng sau là nguyên một cái lưng bằng len luôn. Em áo này kiểu siêu dày, siêu ấm luôn á. Xinh thật sự rất là xinh luôn. Cái màu cũng cưng nữa. Mà cái em này Gà mua được với giá chỉ có 25 đồng thôi mọi người. 25 đồng quá là hời luôn á, thật sự thích cái này lắm. Trời, cái phần bo của nó nhìn siêu mới luôn á mọi người. Túi thì họ còn chưa cắt á, xuất sắc, xâm xấp cực kỳ xuất sắc. Hôm nay thì sẽ tiếp tục cái tinh thần là đi săn đồ si ở Amsterdam. Thì tụi Gà sẽ đi một cái cửa hàng tên là Episode. Thì cái cửa hàng đấy thì tụi Gà cũng đã đi ở Paris rồi, nhưng mà ở Amsterdam cũng có nên sẽ đi thử ở Amsterdam xem là có hay ho như ở Paris không. Thì ngày hôm qua lúc mà Gà đi cái cửa hàng BJ Vintage thì Gà thấy là nó đồ thì rất là đa dạng. Có đồ xuân, đồ thu, rồi đồ kiểu đông đông cũng có, đồ hè thì chắc chắn là cũng có luôn. Có rất là nhiều các loại kimono, rồi áo len. Tuy nhiên là áo len này hơi mắc đó mọi người. Có những cái là 40-50 đồng đó, thì Gà thấy là rất là chát luôn. Nên là Gà đã lựa được cái em áo đó mà 25 đồng. Nên là Gà đã kiểu rất là vui. Hy vọng là hôm nay ở episode thì tụi Gà có thể kiếm được đồ mà kiểu rẻ hơn. Ngày hôm qua thì Gà cũng có đi thử cái Red Light. Không biết gọi là Red Light Street phố đèn đỏ cũng thú vị. Nói chung là ở châu Âu thì đây là lần đầu tiên Gà thấy là có cái kiểu mà các chị gái sẽ đứng ở trong mấy cái lồng, xong ăn mặc rất là sexy, xong rồi ưỡn ẹo. Mọi người, mình không có được quay phim á, tại vì nếu mà mình lia máy quay tới thì mấy chị sẽ đập cửa rất là tức giận á. Thì đấy, thì Gà cũng thấy tầm hôm qua thì Gà đi hết cái phố đấy thì Gà thấy là có tầm 20 chị hơn, tầm như thế, rải rác khắp các quán. Và các chị ấy thì nhìn cũng rất là kiểu lớn á mọi người. Điện nước đầy đủ rồi, kiểu Kardashian cũng rất là nhiều. Nên là Gà thấy thì cũng gọi là đẹp mắt. Thì Gà cũng có xem thử một cái peep show, nhưng mà Gà thấy là nó cái peep show mà 2 đồng á. Kiểu như là mình bỏ 2 đồng vô thì mình sẽ xem các chị ưỡn ẹo được trong vòng
30 giây, 20 giây gì đấy. Thì Gà thấy là cũng không có gì lắm. Tại vì đấy thì cũng chỉ là 2 đồng thôi mà. Nên nếu bạn nào mà muốn kiểu xem những cái peep show mà giá rẻ thì có thể tham khảo, ví dụ mà bỏ đồng xu 2 đồng xem. Tại vì Gà thấy ví dụ như là mấy cái mà kiểu mấy cái show mà nó căng hơn á thì giá của nó cũng khá là đắt. 30, 40 đồng gì thì Gà không có sẵn sàng để trả lắm. Nên là Gà chỉ xem show 2 đồng thôi. Thì đó, nếu mà bạn nào tới đây mà muốn khám phá thì có thể khám phá thử nha. Bây giờ thì tụi tao sẽ đi một cái chợ tên là Albert Cook. Thì ở đó có vẻ là bán rất là nhiều đồ signature của Amsterdam. Thì sẽ đến để xem có gì ăn không. Ở đây có cái chữ Amsterdam nè. Chợ này thì Gà thấy là cũng không có gì đặc sắc lắm. Chắc tại vì từ cái nơi mà mình đến đó mọi người, mình đến từ Việt Nam mà, thì mấy cái chợ kiểu như vậy nè thì nó rất là bình thường luôn. Còn ví dụ như là đối với những bạn mà đến từ những nước khác thuộc khu vực kiểu châu Mỹ hoặc là châu Âu thì họ sẽ thấy là cái loại chợ mà nhìn nó lộn xộn như thế này nè rất là thú vị. Còn cá nhân Gà thì chỉ thấy là nó khá là đắt thôi. Thì bánh mì kẹp chỗ này rất là ngon nha. Kiểu cái thịt đó nó siêu juicy mà cái sốt cũng ngon nữa. Gà có để cái tên quán ở đây, nếu mà bạn nào có đến Amsterdam thì hãy ăn thử nha. Ngon thiệt. Ăn xong rồi thì bây giờ tụi tớ đang đi qua cái chỗ episode đó mọi người, cái chỗ mà bán đồ si á. Thì nha, trời hôm nay có vẻ cũng không xinh lắm. Kiểu nó hơi âm u ấy. Nhưng mà được cái là như vậy thì nó sẽ đỡ nóng hơn rất là nhiều. Cái chuỗi episode này nè mọi người thì Gà thấy là bán đồ rất là chất và cũng rẻ hơn so với những cái tiệm mà đồ si khác á. Đó là trong những cái mà Gà biết thôi nha. Và Gà thấy ở đây ví dụ như các bạn thấy đó, có rất là nhiều quần cargo xinh ơi là xinh. Mà Gà cực kỳ thích quần cargo luôn á mọi người. Gà thì đang cố gắng đào để thử xem là không biết có cái nào mà Gà vừa không á. Tại vì Gà quá là lùng. Và các bạn biết sao không, cuối cùng thì Gà cũng kiếm được một em quần cargo mua ở đây nha. Giá chỉ có 17 đồng thôi mà cực kỳ vừa Gà mọi người ạ. Bây giờ thì Gà sẽ tranh thủ đi sang tiệm Prada một xíu để mua một đôi giày mà Gà rất là thích. Thì Gà thích đôi này lâu rồi nhưng mà nhân dịp với mọi người, tiệm Prada cũng gần đây thì đi mua luôn. There's no account under this name. Could it be a different name? No. Ooh la la, và Gà đã mua được rồi. Maybe là Gà sẽ unbox em về trong một video khác nha. Bây giờ thì Gà đang có một hoạt động rất là đặc sắc, đó chính là mình sẽ đi thuyền xung quanh cái kênh ở khu vực trung tâm của Amsterdam. Thì cái trip này Gà mua với giá là 15 đồng. Họ sẽ chở mình trong vòng 1 tiếng và họ sẽ kể rất là nhiều câu chuyện thú vị liên quan tới lịch sử nè, văn hóa nè, về Hà Lan cũng như là Amsterdam. Thì Gà thấy trip này rất là bổ ích đấy. Nếu mà bạn nào mà kiểu đến đây thì các bạn nên thử cái trip này nha. Gà highly recommend luôn á.
But they, what he also learned us is that we have to read. So before 18. And brown, the birds find warmer ground, and every willow finds its pillow. Waves relinquish sound. Although ngày thứ hai của tụi Ngà kết thúc tại đây. Thật ra thì sau cái hoạt động này Ngà còn đi lại phố đèn đỏ một lần nữa mọi người. Nhưng mà dù sao thì ở trong đấy thì cũng không cho quay. Và Ngà thấy thì nó cũng không quá đặc sắc đâu. Nên là hẹn các bạn vào ngày thứ ba. Long time no see guys. Mặc đồ đồ này trẻ trâu quá. Thơm rất cho cặp trẻ trẻ trâu. À chào. Đây là nem. Nem đúng rồi, đúng không? Đúng không? Nem chua. Nhìn giống. Đây là hủ tiếu nem đen khô. Còn món gì đó? Thế rồi, phở. Phở nhìn ngon nhỉ? Phở đặc biệt, nhiều hành không giống như thế. Nhìn ngon đấy. Rất là ngon. Đây là một khu tập trung rất là nhiều bảo tàng luôn á mọi người. Xa xa bên kia thì các bạn có thể thấy bảo tàng Van Gogh đúng không? Gà rất là muốn đi vào đấy luôn á. Nhưng mà gà quên đặt vé, thế là họ sold out mất tiêu rồi. Nên là bây giờ gà đang tranh thủ ngồi ở bãi cỏ gần đấy để chill. I will not love again the way I love the one who brought you back to me. I found my one to be right where I am. I say I needed time alone, and time alone I took. Now look, I'm happy as a clam. I couldn't find these charms in any. I knew what
gà đang sợ với con hải âu. Mày có thấy coi cái clip mà cái con đó nó ăn con bồ câu chưa? Nó nuốt trọn một con bồ. Party pills. Ngày thứ tư rồi mọi người ơi. Thì hôm nay kế hoạch của Gà rất là đơn giản. Chị sẽ là đi ăn ramen, sau đấy thì đi mua sắm thêm một xíu rồi đi về thôi. Tiệm ramen ngày hôm nay nhìn rất là fancy nha, nhưng mà ăn không ngon chút nào, không có recommend nha. Ok, video của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Hy vọng các bạn thích nha. Bye bye các bạn.